Trong những năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Sơn đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động, năng động, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Cùng với sự phát triển của đất nước, trình độ, năng lực, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ ngày càng được cải thiện. Hiện nay, toàn huyện có trên 22.000 phụ nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, trong đó có gần 20.000 chị em là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 28 cơ sở hội cấp xã thị trấn với 335 chi hội, 100% thôn xóm có chi hội phụ nữ. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, các ban ngành mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội tiếp tục có bước phát triển. Đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành, trẻ về tuổi đời, trình độ, năng lực được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao. Hoạt động công tác hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, thiết thực, từng bước đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ. Cán bộ hội viên phụ nữ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và quản lý điều hành của chính quyền, coi tổ chức hội là chỗ dựa tin cậy. Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Yên Sơn lần thứ 21, theo đó đã hoàn thành 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đặc biệt là có 4 chỉ tiêu vượt cao như chỉ tiêu giúp hộ phụ nữ đạt tiêu chí 503 sạch được 670 trên 335 hộ đạt 200%. Hỗ trợ xây dựng mới nhà máy ấm tình thương được 20 trên 10 nhà và sửa chữa 2 nhà cho phụ nữ nghèo đạt 200%. Giới thiệu hội viên ưu tú kết nạp vào đảng đạt 130%. Xây dựng mô hình làm kinh tế giỏi có mức thu nhập từ 80 triệu đồng trở lên đạt 123% so với nghị quyết đề ra. Đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển toàn diện và đạt được những kết quả cao. Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã triển khai sâu rộng chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới các cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân. Tổ chức triển khai học tập quán triệt nghị quyết, đại hội đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương tới 100% các cơ sở hội. Trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng một công trình tuyến đường hoa chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trị giá 10 triệu đồng. Một công trình tuyến đường cây xanh gắn với thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 trị giá 15 triệu đồng. Các cơ sở hội xây dựng được 28 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp trị giá hơn 100 triệu đồng. Và 30 công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp với tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã duy trì hoạt động của nhóm và hỗ trợ xây dựng được trên 2.200 công trình phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế với tổng số tiền 375 triệu đồng, trong đó bao gồm 2.146 công trình xây dựng nhà tiêu, 12 công trình nhà ở, 14 chuồng trại, sửa chữa 21 nhà bếp và 53 hội viên phát triển kinh tế. Phong trào phụ nữ giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, ốm đau, hoạn nạn, hoạt động từ thiện, nhân đạo luôn được hội quan tâm duy trì, thực hiện thường xuyên, kịp thời. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi 473 hội viên với số tiền trên 100 triệu đồng, góp hàng vạn kg gạo, trên 6.000 bó củi, con giống, quần áo và gần 15.000 ngày công lao động, cùng gần 200 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm suất quà bằng hiện vật khác. Từ đó tạo thêm niềm tin, nguồn động lực giúp các hội viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
đồng thời vận động nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ tiền, vật chất cho công tác phòng chống dịch. Theo đó, hội viên phụ nữ đã phát động ủng hộ được 95 triệu đồng tiền mặt và gần 6.000 khẩu trang cho dân quân tự vệ làm công tác phòng dịch, hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, học sinh. Tổ chức tặng 76 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 13 triệu 570.000 đồng. Ủng hộ cho khu cách ly tập trung ATK của huyện và chốt kiểm dịch COVID-19 tại Đội Bình được trên 60 triệu đồng tiền mặt và trên 200 triệu đồng quy ra hiện vật. Bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, rau củ quả, thịt lợn, trứng gà, mì tôm, sữa. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chủ động phối hợp vận động hội viên tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của huyện. Chị em phụ nữ đã phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư thâm canh, sử dụng các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất chất lượng cao vào sản xuất và chăn nuôi, tích cực phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo ra nhiều hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện có 512 hội viên phụ nữ, trên 1.032 thành viên tham gia tại 65 tổ hợp tác, câu lạc bộ, nhóm cùng sở thích về phát triển các sản phẩm nông nghiệp như rong giềng, cơ sở sản xuất rượu, nuôi trâu, cá, lợn, na, bưởi, chè, mía, kén quả. Xây dựng được 220 mô hình phát triển kinh tế với mức thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng trở lên một năm do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm cho hơn 500 lao động trên địa bàn. Ngoài ra, phụ nữ cũng tích cực tham gia phát triển các loại hình du lịch thương mại dịch vụ và quảng bá thương hiệu vùng miền. Tuyên truyền thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, phát huy vai trò của tổ chức hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội giao cho mỗi chi hội thành lập một mô hình vườn rau hộ gia đình, vườn rau dinh dưỡng, hợp tác xã rau an toàn để tăng gia sản xuất thực phẩm sạch. Đến nay, 100% các chi hội đều có ít nhất một vườn rau sạch. Các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ đã được duy trì và triển khai. Với nhiều hình thức sáng tạo, sâu rộng đã tạo nên nội lực to lớn. Trong nhiệm kỳ đã giúp đỡ được trên 270 con lợn nái giống, 15.125 con gia cầm giống, ủng hộ được hơn 25 tấn gạo cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiếp tục khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, dự án hỗ trợ cho phụ nữ, huy động tiết kiệm tại chỗ giúp chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bằng nhiều giải pháp hữu hiệu trong 5 năm qua, các chi hội đã giảm tỷ lệ hộ hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ từ 1.130 hộ năm 2016 xuống còn 327 hộ cuối năm 2020. Hưởng ứng phong trào Yên Sơn chung tay phòng chống rác thải nhựa, triển khai mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa thông qua các hội thi, các buổi sinh hoạt tại thôn xóm, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân cùng tham gia hoạt động thu gom tái chế các vỏ chai nhựa để làm thành chậu, bình hoa, trồng hoa, cây cảnh, thu gom vỏ chai nhựa để gây quỹ hỗ trợ các trường mầm non. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo để thu hút chị em cùng tham gia phong trào. Nổi bật như câu lạc bộ phòng chống rác thải nhựa gồm 60 thành viên tại thôn Làm Lượng, xã Tứ Quận, với việc tổ chức cho chị em hội viên phụ nữ thực hiện sách làn đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông và túi nhựa, góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền chị em trong chi hội và thực hiện đi chợ thì cũng thường xuyên mang làn đi chợ để coi như là hạn chế ni lông về sử dụng trong gia đình. Khi mà ra mắt cái câu lạc bộ đấy thì chúng tôi cũng đã thường xuyên tuyên truyền đến hội viên trong chi hội cùng với lại thôn xóm coi như là hạn chế cái rác thải nhựa trong cơ sở. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch thông qua các hoạt động cụ thể tại địa phương như ủng hộ tiền mặt, vật liệu, ngày công lao động làm đường bê tông nông thôn, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm,
tham gia nhóm tự quản, thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng. Các hộ hội viên phụ nữ đã đóng góp trên 500 triệu đồng tiền mặt, 20.000 mét khối cát sỏi, 3.600 mét vuông đất, 200.000 ngày công lao động, làm đường bê tông nông thôn, làm nhà văn hóa thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông cống rãnh thoát nước, làm bếp ăn cho trẻ mầm non. Phối hợp thành lập được 335 nhóm tự quản về vệ sinh môi trường tại các thôn trên địa bàn do các chi hội phụ nữ phụ trách. Duy trì trên 300 tuyến đường hoa, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tới từng cơ sở, mỗi cơ sở hội lựa chọn một tuyến đường mẫu để trồng cây xanh và nhân rộng mô hình tuyến đường trên toàn địa bàn. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch góp phần xây dựng đô thị văn minh. Mỗi chi hội tập trung giúp đỡ ít nhất một hộ gia đình hội viên trở lên đạt các tiêu chí của cuộc vận động. Hàng năm có trên 95% trở lên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn, phong trào thi đua. Giúp đỡ 670 trên 335 hộ đạt tiêu chí 503 sạch, đạt 200% so với kế hoạch hàng năm. Trong nhiệm kỳ thành lập được 25 chi hội phụ nữ 503 sạch và 44 chi hội phụ nữ 3 sạch. Đến nay, 98% số hộ hội viên có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ có công trình nước sạch hợp vệ sinh, 98% nhà tắm hợp vệ sinh và 91,7% chuồng gia súc đạt chuẩn. 90% gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội được các cấp hội triển khai thực hiện với nhiều hình thức, loại hình đa dạng, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Đã tập hợp và thực hiện mục tiêu đoàn kết các tầng lớp phụ nữ với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, gặp mặt, tập huấn, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ những vấn đề về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm, thành lập và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các địa chỉ tin cậy. Tại cộng đồng, nhằm hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Đặc biệt, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cũng được các hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực. Nhiều câu lạc bộ bóng chuyển hơi, câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, cao lan, giao, tày, thực sự đã trở thành nơi giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ trên địa bàn. Hoạt động và chất lượng tổ chức hội ngày càng được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và 100% cơ sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng hơn 10% so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 1.138 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 19.613, đạt tỷ lệ thu hút 86,5%, vượt 0,5% so với chỉ tiêu đại hội. Trong nhiệm kỳ qua thì tỷ lệ phát triển hội viên của hội so với nhiệm kỳ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ là vượt là 135%. Tỷ lệ hội viên để mà thu hút được hội viên vào trong tổ chức hội thì việc đầu tiên đó là làm hội luôn chỉ đạo các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền đối với lại phụ nữ trong độ tuổi tham gia vào tổ chức hội. Và khi mà hội viên tham gia vào tổ chức hội thì chúng tôi thường gắn với lại việc xây dựng quỹ hội để làm sao cái số tỷ quỹ hội được xây dựng lên thì là để cho chị em hội viên vay phát triển kinh tế, mặt khác là gắn kết chị em trong chi hội, gắn với các hoạt động sinh hoạt. Ví dụ như chúng tôi thành lập các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, các câu lạc bộ bóng chuyền hay là câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giao để làm sao mà thu hút tập hợp chị em hội viên cũng như là phụ nữ. Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên. Đội ngũ cán bộ hội trẻ với tuổi đời, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước so với nhiệm kỳ trước. Tính liên hiệp được mở rộng hơn. Trên một số lĩnh vực công tác, đội ngũ cán bộ nữ phát triển cả về số lượng, chất lượng. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt, đại biểu Hội đồng Nhân dân là nữ, tăng bình quân 1,5% so với nhiệm kỳ trước. Hàng năm thông qua việc tổ chức bình xét, xếp loại tiêu chuẩn thi đua đã có nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ các chị em nghèo,
rồi chị em có hoàn cảnh khó khăn và có được cái nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, rồi là như xây dựng các cái ngôi nhà mái ấm tình thương, được các nguồn ủng hộ rồi là giúp đỡ của hội viên. Thế thì qua đó cũng là một cái nguồn động viên đối với lại các chị em vừa phát triển kinh tế và cũng xây dựng gia đình hạnh phúc. Và từ những cái các cái hoạt động đó thì chúng tôi cũng rất là chú trọng về cái công tác là phối hợp với lại các cơ quan ban ngành, rồi là cái ban vì sự tiến bộ phụ nữ để giúp đỡ các cái hội viên phụ nữ và trẻ em, và đặc biệt là cái cuộc vận động của cái xây dựng gia đình 503 sạch của chúng tôi, thì chúng tôi cũng đã căn cứ vào đó để gắn với lại cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, ví dụ như là gắn với lại cái việc mà xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thì cái vai trò của phụ nữ rồi là cũng như của cuộc vận động cũng đã góp phần thực hiện có hiệu quả trong cái việc xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn. Với phương châm đoàn kết, bình đẳng, đổi mới sáng tạo và phát triển, các tầng lớp phụ nữ huyện Yên Sơn quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần xây dựng huyện Yên Sơn trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.